Hello，大家好，我是豹哥。现在我的位置是在越南的胡志明市。今天豹哥是这里租了工作室，准备是开一个自己的直播间，或者是拍视频的地方。上两期视频都说了，我和丽丽，她是我的助理，也是以后我在越南胡志明的发展，由丽丽负责找人开直播。然后有丽丽发他们工资，就是这样。视频以后呢也会到农村去拍一点越南人的生活，风土人情啊，或者越南的生活与大家中越大家的生活习惯，做一个记录，也是包哥想弄的。平常我们晚上也会在这里做一个直播间。不像所有的人这么夸张，主要是与粉丝聊聊天，拉拉家常，翻页告诉他们我的意思，大概的意思。Báo cáo kêu á là sau sinh nhật cả nhà, hiện tại đây là cái gian mà live phòng live stream mới của mình, văn phòng mới của mình. Thì sau này thì báo cáo sẽ tổ chức làm live stream tại Việt Nam. Thì Lily em là trợ lý, em sẽ phụ trách mà cái khu việc mà tuyển dụng rồi truyền bá nội dung khi mà mình quay clip ở Việt Nam. Đó, thì nói chung là sau này ngoại trừ việc mình mở live stream nói chuyện ở tại văn phòng ra thì mình sẽ quay những clip về nông thôn ở Việt Nam nữa. Đây, cùng truyền tải những điều tốt đẹp tới cho mọi người. Em thấy có được không? Dạ em thấy rất là hợp lý và em cũng muốn mang những cái điều tích cực đến cho mọi người và tìm kiếm những bạn mà có tài năng để được mọi người biết đến nhiều hơn. Lily说她同意你的意见，然后她会以后会找更多的人，特别是有那种有才的人过来，我们一起分享美好的各种美好的东西。这样啊，丽丽，旁边又来一个照片的，我看岁数有点小，问问他多大了，叫什么名字？Lily có giới thiệu với Bao Ca đây là một bạn mình mới tuyển dụng tới, nhưng mà nhìn bên ngoài thì thấy bạn ấy Nghe còn quá xoa là nghe tôi. bé, thì không biết là hiện tại năm nay em đã bao nhiêu tuổi và tên là gì rồi? Em tên là Thu Thu và năm nay em 19 tuổi. Tha cho Chiu Chiu,秋秋对，今年多大？今年19岁，19岁。对。说秋秋小妹，问问她会唱歌吗？会这样会跳舞吗？Thu Thu, em có biết hát hay là biết nhảy gì không? Em có biết nhảy nhưng mà trong thời gian này em đang bị đau chân ấy, nên là em chưa có thời gian nhảy lại. Tha说他会跳舞的，他说他会跳舞的，会跳舞的。对，但是这段时间刚好受了伤，所以学过舞。学过舞，但是腿在受伤，然后今天没办法表演。你，就是唱歌不会。会别hát không？Em không biết hát. 说不会唱歌。但不是会会。跳舞的，跳舞，就是一般的跳一些什么舞？像他。平常thì em hay nhảy những cái kiểu nhạc như thế nào, nhảy những kiểu vũ đạo như thế nào, ví dụ như là những cái kiểu mà clip ngắn trên TikTok hay là sao, hay Đúng là rồi, những cái em bài nhảy chuyên nghiệp. đúng rồi, nhảy những bài trên TikTok nhưng phải tập luyện ấy thì Chứ mới tha nhảy được.说他会在抖音的跳舞，可以在抖音跳舞的那种短视跳舞，频，对。你能不能弄两句嘛？Em có thể biểu diễn một vài động tác được không?去看看你，丽丽，看看她能就像稍微会两句好了。Em có thể biểu diễn một vài động tác mà em đã từng tập luyện qua được không? Em cứ biểu diễn một hai động tác Một hai động tác thôi để cho cho cô có thể thấy tự được nhiên cái là tài được, năng của không cần mình. phải ngại试一đâu.下，会吗？你跟她稍微弄两句看看Em cứ biểu diễn múa một hai động tác她。đơn giản là được rồi để cho bao ca cũng như mọi người thấy được cái tài năng của em. Em yên tâm là không có sao hết và mọi người ở đây cũng không có ai nhiều hết á.以后要记住我们中国的网友这么多人，你要既然你要聘请来上班做工作，我付你工资的，你要稍微做两下给我看一下，对吧？Bởi vì sau này em đang muốn tới tìm việc mà đúng không? Thì em cứ thể tới biểu diễn một hai động tác thôi, đơn对对giản thôi là对。được, ra đơn giản gì phải xem. Rất là dễ thương mà em cứ Dễ hình thương dung lắm luôn放á.开一点。Nó thoải mái một chút, đừng có mắc cỡ.
因为可能没有音乐，没有音乐，他这里呢人会，是这样啊，秋秋，他是叫秋秋对吧？对对对。啊，秋秋，你今年19岁了，有可能你也是一个，比较怕羞，对吧？嗯。然后呢，在我们以后开了这个，有可能还要请了更多的人，对吧？你要大胆的，会跳会弄。是不是啊？告诉他。包干 nói là sau này mình mà mở phòng live stream có thể là sẽ có càng nhiều người hơn mà mình làm live streamer là mình sẽ đứng trước ống kính trước nhiều người thì mình nên nói chung là đứng mắc cỡ tự tin lên một chút đúng rồi thì nó mới thích hợp với công việc này nó phù hợp với công việc này hơn. Chủ yếu là, ta lại đến thời điểm Lily này, 基本上跟他已经说过了，我们这里呢以拍视频、以直播为标准。他今天来面试了一下，但是也是一样的，先试用3天，先试用期用用，如果决策好的我们就给你留下，如果不好的我们就不需要了，告诉他们。Đó, thì đợt này bạn em tới phỏng vấn á, thì bên chị cũng sẽ cũng thấy được cái nỗ lực của em, thì bên chị cũng sẽ cho em một cái kỳ gọi là thực tập thử việc vài ngày.Nếu như mà sau giai đoạn thử việc mà mình ok thì bên chị sẽ nhận em. Còn nếu mà không ok thì nói chung là mình sẽ hẹn cơ hội hợp tác lần sau. Hợp ba, xin thử thử khả. Nhi nà, bất nên phá xíu, yào đa đản đà, yào hồ lộ yi điểm. Sì bù sì à? Bé đừng mắc cỡ rồi cứ mạnh dạn tự tin lên một chút. Được không? Em sẽ cố gắng hoàn thiện để mình có thể tự tin trước ống kính hay trước camera. Thật sự thao hơi nụ lì đờ răng...自己就自信一点，然后会有勇敢站在镜头之前。有可能时间长了好一点，对吧？他是这个意思吗？对对，是的，是的，是的。没关系，秋秋你还小，但是呢，不要怕羞，在我们这里呢，叫大胆的，要活络一点就可以了。Bé yên tâm, tức là ở trong này mọi người đều rất là thân thiện. Mình cứ tự tin và hoạt bát lên, bởi vì trong hiện tại ở đây thì coi em coi như là một bạn nhỏ tuổi nhất thì em sẽ được coi như mọi người coi như là em út trong gia đình sẽ cưng em nhất. Đó, em cứ yên tâm. Em cứ yên tâm là mọi người ở đây sẽ hỗ trợ em hết mình và chị cũng thấy được cái tài năng của em nên là chị rất mong là em sẽ có thể tự tin hơn, có thể là sẽ sau này sẽ càng ngày phát triển hơn. Thầy nói là gì? Chưa đi li xua thay ở khởi khăn đâu, chứ mê mê tờ chèn li mà. Chưa, ta sư xí quang thay khởi tư xin y tiền, rồi hâu cân ta ra...不要太害羞，就大家会一直帮他的。还有呢，就是秋秋，以后如果你在这里上班的或者工作的，在我们的广播社，对吧？这里一个地方，一切都是听丽丽的，有什么事情由丽丽传达你，然后我通过翻译告诉丽丽，然后再传达你。是什么情况？你告诉他。Đó, là mọi việc sau này ở trong khi mà mình đã đi làm ở live stream này á, thì Lily là trợ lý của Bao Ca thì cũng coi như là em sẽ Lily sẽ là người thay mặt Bao Ca giải quyết công chuyện tại Việt Nam. Thì mọi người có vấn đề gì cứ trao đổi với Lily, thì Lily sẽ trao đổi với chị và chị sẽ dịch lại cho Bao Ca. Ha, OK không? OK. 好吧，你还有什么话自己内心想说的，你告诉 Lily。Đó, bé còn một vài điều gì muốn nói với Lily không?Em sẽ cố gắng để mình có thể hòa nhập với mọi người ở đây và em sẽ tự tin hơn. Ok, chị tin tưởng em sẽ làm được. Tha xua tha hơi nụ ly đờ, nụ ly cho sư cơ y cân ta cha y chỉ rúng hứa đờ nhưng quay tha xe đây sư tỷ tư qua lại chú 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 sư hơi sang ban mà sư hẳn hai sư ta sư tha hơi y chỉ nụ ly cái bên sư chỉ.就是这样，我们呢今天就找了2位，准备包哥呢目标要找6到8个人，是在我广播社上班，现在是2位，丽丽再争取找一点会动的、会唱的人，增加我们的直播间的气氛，告诉他。đó thì丽丽đợt này bao ca cũng muốn là tìm sẽ tìm được khoảng mình sẽ tuyển dụng khoảng từ 6 đến 8 bạn và
và hy vọng mỗi bạn sẽ có một phong cách khác nhau và có tài năng một chút để hỗ trợ cho cái phòng live stream của mình náo nhiệt hơn ha. Thì hy vọng là cái việc này em có thể hỗ trợ Bao Ca một cách hết mình. Ok, em sẽ hỗ trợ Bao Ca hết mình. Phương xin Lily Huy Bao Ca Lily Sơn Sang Ta Huy xin đi từ bang nghỉ được. Được rồi, được rồi. 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 就莉莉安排，该买床的买床，该沙发的沙发，他们住。如果他们要回家的，也可以告诉他们。好，报告叫了，报告准备 sắp xếp một cái ký túc xá tại văn phòng cho các bạn. Ví dụ như là muốn khi mà làm việc vậy chế quá không muốn về nhà nữa thì có thể nghỉ ngơi lại văn phòng, lại phòng live stream hoặc là các bạn không thích ở lại vào phòng live stream thì các bạn hết giờ làm đi về. Hoặc là sau này khi mà từ các bạn, những từ bạn từ quê lên á, từ xa lên á, có chỗ ngủ nghỉ thì cho các bạn ở lại cũng được, được không? Em thấy có được không? Ừ, em thấy vậy là hợp lý. Lily sure ok, ta chuyển tơ hẳn hợp lý đó. Có thể, có thể. 试用好了之后满意的，我们再谈工资。不满意的，我们就不需要了。在试用期当中，我们包吃包住。À, trong thời kỳ thực tập, nếu mà các bạn qua được thời kỳ thực tập thì bên mình sẽ giữ lại các bạn đó và sẽ ký hợp đồng chính thức để có thể đảm bảo về tiền lương cũng như là phúc lợi của các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà không có đạt được yêu cầu thì cũng coi như là hy vọng lần sau mình sẽ có cơ hội hợp tác khác. Dạ, ok, em thấy vậy là được. Ok, 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 ok. Có thể mà? Có thể, có thể. Có thể. Thế rồi, 我们马上一起去吃晚饭，好吗？吃好晚饭，想回家的就回家，想住在这里的住在这里。Chút nữa mình đi ăn cơm, thì các bạn nào muốn hết giờ làm muốn về thì về, còn không thì có thể ở lại live stream một chút, ha. Hoặc là ngủ tại phòng live stream cũng được nếu mà trễ quá. 好了，包哥废话也不多说。这期视频就录到这里了，感谢家人们对包哥的大力支持与关注，谢谢大家，拜拜，拜拜。关注包哥，带你旅行不迷路。